Chụp trong studio xong anh ghép thành ngoại cảnh được không? Bây giờ công nghệ nó rất là tiên tiến rồi, làm cái chuyện đó vẫn có thể làm được nha. Anh chụp trong studio vẫn ghép ngoại cảnh được, muốn đi Dubai, đi Paris gì đó anh vẫn có thể làm được em hết. Không những là ở ngoại cảnh mà lần này Tony chơi ra nước ngoài luôn các bạn. Tính sơ sơ chi phí để bỏ ra nước ngoài khá là cao á, đặc biệt là phải chuẩn bị rất là nhiều thứ cho buổi chụp ảnh ngoại cảnh. Để nhanh gọn nhất, Tony ra mắt một cái bộ ảnh concept reality style cùng với xe Jeep và chụp với một cái bối cảnh cực kỳ hoành tráng luôn. Với những bộ ảnh như thế này thì điều hay ho nhất chính là không cần phải đi đâu xa xôi, chỉ cần make up làm tóc và chụp ảnh tại studio, vừa mát mẻ mà còn lại thoải mái, không tốn quá nhiều chi phí nữa. Nhưng mà lưu ý cái phần khó nhất đó chính là cái phần bozin nha. Tony cùng ekip của mình đã phải tính toán rất là kỹ để nếu mà chụp với xe hoặc ngoại cảnh thì phải có những cái bozin nào sao cho nó phù hợp. Chứ chụp ngoại cảnh mà bozin theo kiểu trong nhà là hư bột hư đường hết luôn các bạn ơi. Ngoài ra thì cái phần chỉnh sửa cũng khó không kém nha. Bình thường ghép hoa, ghép xe trong studio rồi, nay ghép ra tới ngoại cảnh là tới công chuyện với mấy anh em design luôn á. Nhưng mà anh em design bên Tony cái gì cũng làm được hết nha. Siêu phẩm ảnh cưới retip style ngoại cảnh đã ra lò. Bộ ảnh này Tony lấy tên là Thanh Thiên, thể hiện sự phóng khoáng tự do giống như tinh thần của bộ ảnh này luôn. Cả nhà thấy bộ ảnh này của Tony như thế nào? Comment